Xin chào tất cả các bạn. Trong series hướng dẫn những câu intro dành cho 100 bài hát thì ngày hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn một câu trong tông la thứ. Thì trong các clip trước tôi đã hướng dẫn các bạn các cái câu chạy nốt khác nhau chúng ta có thể sử dụng để làm intro cho các cái bài hát trong tông la thứ. Với những câu như thế này chúng ta chơi tự do, không cần theo nhịp phách, cho nên các bạn sẽ rất là dễ chơi. Chơi chậm cũng được, chơi nhanh cũng được, chúng ta không bị áp lực. Thì trong các clip trước tôi đã hướng dẫn các bạn 4 câu giai điệu khác nhau và clip này là clip thứ 5. Thì ở đó một số bạn ý kiến là cái câu này nó khó nhớ quá, nốt nó chạy loạn xạ lung tung, nó khó nhớ. Thì ngày hôm nay tôi sẽ biên tập lại cho các bạn một câu nó chia ra thành các nốt đều nhau, cứ 4 nốt 1 4 nốt 1 thì chúng ta sẽ dễ nhớ hơn. Mặc dù nó theo cái bố cục như thế này thì nó không được hay lắm, nhưng mà nó có cái ưu điểm là các bạn dễ nhớ. Thì bạn nào chưa xem các clip trước có thể tìm lại xem. Còn bây giờ không lâu thôi nhỉ, chúng ta đi vào câu intro của ngày hôm nay. Rồi ok, câu intro này thì tôi sẽ chia ra làm 4 câu. Tôi phân ra làm 4 câu để chúng ta dễ dàng tập luyện. Tập từng câu một nó sẽ dễ dàng hơn. Câu đầu tiên sẽ như sau. Thì trước tiên tôi vẫn cứ phải nhắc lại để các bạn nào mới đến với kênh chưa biết. Thì ở đây tôi sử dụng cái định vị bằng số các bạn nhé. Định vị nốt nhạc. Thì tôi có hai dãy số, dãy trên thể hiện số ngắn và dãy dưới thể hiện số dây. Ví dụ như cái cột đầu tiên ấy, các bạn nhìn ấy, bên trên ta có số 0 và bên dưới số 5, tức là ngăn 0 dây 5. Ngăn 0 tức là dây buông, không bấm gì các bạn nhé. Tiếp theo là ngăn ta có số 2 trên, số 5 dưới, tức là ngăn 2 dây 5. Cứ thế các bạn định vị ngăn nào, nốt nào, nốt nào ở ngăn nào của dây nào. Chúng ta không cần biết tên nốt là gì các bạn nhé. Các bạn cứ đánh đúng cái nốt ở ngăn nào dây nào là được. Thì trước tiên các bạn bấm hợp âm la thứ. Đầu tiên các bạn bấm hợp âm la thứ, các bạn gạt một lượt từ dây 5 gạt xuống. Sau đó các bạn đánh cái dãy nốt này. Thì các bạn phải lưu ý, tôi ghi đây là 0, 2, 3. Sau đó cái từ số 3 và số 7 ấy, tôi gạch nối vào, có nghĩa là các bạn gảy bấm ngăn số 3 của dây 5 này, các bạn gảy. Rồi các bạn kéo lên ngăn 7. Chúng ta lên ngăn 7 chúng ta không gảy gì nhé. Chúng ta bấm này, ngăn số 3 chúng ta gảy. Bấm chặt, kéo. Các bạn tránh tình trạng các bạn thả ra, các bạn kéo như này thì nó sẽ mất âm. Các bạn phải bấm chặt vào, các bạn kéo mới được. Đó, ta sẽ có. Đó, trong cái câu 1 này tôi lại chia nó ra làm 4 đoạn nhỏ. Xin lỗi các bạn, 3 đoạn nhỏ, mỗi đoạn 4 nốt để chúng ta dễ dàng, chúng ta đánh nó dễ nhớ hơn. Đó. Nó rất là dễ thôi. Thì sau khi đến cái nốt ở ngăn số 7, dây 5 này chúng ta tiếp tục, chúng ta giữ nguyên nhé. Chúng ta dùng ngón út này, dùng ngón út chúng ta bấm xuống ngăn 7 của dây 4. Chúng ta lại tiếp tục đánh câu đoạn 2 này. Thì cái này cũng tương tự như thế thôi. Cái đoạn 2 các bạn thấy đấy, ngăn 5, dây 3, gảy. Kéo lên ngăn 9, dây 3. Các bạn không có gảy thêm nữa nhé. Chúng ta chỉ kéo thôi, gảy một cái kéo. Đó, từ ngón út đây. Rất dễ thôi. Ta đánh nối hai cái câu đoạn 1 và đoạn 2 đây. Sau đó các bạn dùng ngón áp út đây, các bạn bấm vào dây số 2. Đó, tôi định vị sẵn ngăn rồi, các bạn cứ thế các bạn chơi. Bắt đầu từ dây số 2 đây, ngăn 10 dây 2. Thì cái việc này cũng tương tự như thế thôi, chúng ta bấm ở ngăn 8 chúng ta gảy. Kéo được ngăn số 12, nó lên đây không gảy các bạn, chỉ gảy một lần duy nhất thôi. Đó. Thì ta sẽ có cả cái câu số 1 này như sau. Tôi đánh chậm đây. Các bạn
khi đánh nhanh thì âm thanh nó không bị ngắt quãng, nó sẽ hay các bạn nhé. Thì bạn nào mà không luyến được ấy, trường hợp mà bạn nào không luyến được thì chúng ta có thể gảy, ví dụ như là các bạn luyến lên, các bạn gảy một cái, tức là âm thanh các bạn luyến không đủ tay, các bạn không đủ khỏe, các bạn luyến lên thì nó không kêu, chúng ta gảy bồi thêm đó. Đó, các bạn gảy thế thì nó không hay nhé, gảy thế nó không hay, chúng ta phải luyến. Đó, đây là chúng ta hết câu 1, chúng ta cùng chuyển sang câu 2. Câu 2 chúng ta sẽ chơi như sau. Thì để chơi câu 2 này, trước tiên các bạn bấm tay và bấm rê thứ, ngón bấm đây dây 5. Xin lỗi các bạn, ngón bấm đây ngăn 5 dây 1, ngón bấm đây ngăn 6 dây 2 và ngón bấm đây ngăn 7 dây 3. Chúng ta gạt một lượt, từ dây 4 gạt xuống, hầm rê thứ. Sau đó các bạn cứ đánh theo định vị. Đó, tôi chia nó ra làm 3 đoạn rõ ràng đấy, đoạn mỗi đoạn 4 nốt, nó dễ tập. Các bạn cứ chia thành đoạn, khi chơi chúng ta phải chơi liền các bạn nhé. Nhưng mà chúng ta chia từng đoạn cho nó dễ. Đoạn 1 chúng ta cũng phải lưu ý, đoạn 1 thì chúng ta cũng phải luyến. Đây, luyến từng gảy ngăn 6 này, luyến đến ngăn 10. Sau đó đến đoạn 2 này. Đó là hết đoạn 2, sau đó đoạn 3 này. Đánh cả 3 đoạn này. Thì sau khi đánh đến cái nốt cuối cùng này, chúng tôi bấm đàn hầm xì trưởng. Ngón chặn đây ngăn 7. Ngón bấm đây dây 3, ngón bấm đây dây 5 và ngón bấm đây dây 4. Chúng ta gạt một lượt, từ dây 6 gạt xuống. Xì trưởng các bạn nhé. Đó thì cái câu 2 này, trước khi chúng ta tưởng tượng, trước khi chúng ta chơi thì chúng ta gạt hầm rê thứ, chúng ta mới chơi. Và chơi xong chúng ta gạt hầm xì trưởng. Thì cả câu nó sẽ như sau. Rê thứ gạt này, rê thứ thì các bạn bấm chặn không quen, các bạn bấm 3 ngón thôi. Chúng ta gạt dây 4 gạt xuống. Xong, chúng ta giải quyết xong câu 2 và chúng ta cùng sang câu số 3. Câu số 3 chúng ta sẽ chơi như sau. Câu số 3 này thì nốt rất dễ này. Các bạn cứ theo định vị nốt thôi. Thì tôi cũng chia ra làm 3 đoạn. Thì các bạn để ý, cái đoạn 1 và đoạn 2 nó giống y hệt như nhau, tức là một cái đoạn này chúng ta chơi lại 2 lần. Đó. Sau đó đến đoạn số 3 này, đoạn số 3 của câu này này. Đó, các bạn phải lưu ý kỹ cái đoạn số 3 này nhé. Đoạn số 3 câu này này, bắt đầu từ ngón út này. Đó, ngăn bao nhiêu dây bao nhiêu thì các bạn cứ nhìn vào định vị, vừa nhìn vào định vị, vừa nhìn vào tay thôi. Thì sau khi các bạn đã gảy được cái ngăn 12 của dây 4 này, thì chúng ta chặn ngón trỏ, chúng ta thả ngón út ra. Chặn ngón trỏ vào 3 dây, 1, 2, 3, tay ngăn số 10. Tức là chúng ta tạo thành hầm rê thứ, các bạn gạt từ dây số 4 gạt xuống. Đó thì ta có cả cái câu số 3 này, nó sẽ như sau.
Ok, chúng ta xong câu số 3, chúng ta cùng chuyển sang câu số 4. Câu số 4 chúng ta sẽ chơi như sau. Thì câu số 4 này tôi chia nó thành 4 đoạn, mỗi đoạn có 4 nốt các bạn nhé. Đoạn 1 này. Cứ theo cái định vị nốt thôi. Thì các bạn để ý lại đoạn 1 và đoạn 2 nó lại giống nhau, tức là một đoạn chúng ta đánh 2 lần. Cái này thì dễ. Sau đó đoạn 3 này. Tôi đánh lại đoạn 3 đấy các bạn nhé. Các bạn nhìn vào đoạn 3 này. Sau đó đoạn 4 này. Đoạn 4 các bạn đưa ngón áp út lên này. Bắt đầu từ dây số 5 này. Đó thì ta cùng đánh cả lại cái câu này. Đoạn 1. Đoạn 2 lặp lại. Đoạn 3. Đoạn 4. Thì khi các bạn đánh được cái nốt cuối cùng này thì nó là nốt la các bạn nhé. Các bạn chạm luôn ngón trỏ vào đây. Ngăn 5. Ngón bấm đây dây 5 và ngón bấm đây dây 4. Các bạn gạt từ dây 6 gạt xuống, tức là hương la thứ. Đó, sau đây tôi sẽ chơi lại một loạt cả 4 câu để các bạn dễ tưởng tượng và dễ chắp nối. Bắt đầu từ câu 1. Khá là đơn giản thôi. Xin chúc các bạn thành công.